Quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình, tức là phần tin Việt Nam và đời sống. Diễn biến dịch bệnh viêm phổi COVID-19 tại Việt Nam. Tính đến 18 giờ chiều ngày 15 tháng 4, Bộ Y tế ghi nhận có thêm một ca nhiễm virus corona, nâng tổng số người bị nhiễm bệnh tại Việt Nam lên con số là 267 người, trong đó có 171 người đã hồi phục và 96 người đang điều trị. Cũng trong cùng ngày, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã chấp thuận đề xuất kéo dài thời gian cách ly xã hội đối với Sài Gòn, Hà Nội và 10 tỉnh thành có nguy cơ lây lan cao. Thời gian kéo dài có thể cho đến ngày 22 tháng 4 hoặc là 30 tháng 4, tùy theo tình hình thực tế. Các tỉnh thành còn lại vẫn tiếp tục áp dụng cách ly xã hội cho đến ngày 22 tháng 4, sau đó sẽ có thông báo cụ thể. Cũng theo lời nhà cầm quyền thì cuộc sống chưa thể trở lại bình thường như trước đây mà cần phải thận trọng. Người dân được khuyến cáo hạn chế các chuyến bay nội địa từ nay cho đến ngày 30 tháng 4, ngừng cấp visa cho người nước ngoài, kể cả đường bộ, hàng không và đường biển. Được biết, tiêu chí để sắp xếp các địa phương vào nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao dựa vào các yếu tố như đầu mối giao thông, mật độ đi lại, mật độ dân cư, có đường biên giới, tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, khu công nghiệp tập trung và đặc biệt căn cứ vào năng lực ứng phó của chính quyền địa phương khi có ca bệnh mới. Việt Nam được phép xuất cảng khẩu trang y tế. Ngày 15 tháng 4, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho biết đã thông qua việc cho phép các doanh nghiệp được xuất cảng khẩu trang y tế, trang phục phòng hộ, trang thiết bị y tế nhằm phục vụ việc phòng chống dịch theo nguyên tắc vẫn bảo đảm đủ cho nhu cầu trong nước bao gồm cả dự trữ. Ngoài ra, các mặt hàng này chỉ được phép xuất cảng cho các nước bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19. Quyết định trên được đưa ra nhằm giúp các doanh nghiệp không bỏ lỡ thời cơ xuất cảng khi mà nhu cầu về các mặt hàng này tại một số quốc gia hiện nay là rất lớn. Được biết, việc sản xuất khẩu trang, đồ phòng dịch y tế trở thành ngành công nghiệp bùng nổ tại nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 68 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm này. Trong đó, một số doanh nghiệp dệt may đã nhanh chóng đầu tư thêm dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế, quần áo phòng hộ và nhận được một số đơn hàng từ các nước châu Âu cũng như Hoa Kỳ. Trong khi đó, chính quyền thành phố Sài Gòn đề xuất tăng mức phạt đối với người không đeo khẩu trang. Theo ghi nhận, trong những ngày gần hết lệnh cách ly, người dân bắt đầu lơ là việc thực hiện các quy định chống dịch. Do đó, chính quyền thành phố Sài Gòn vừa đề xuất cho tăng mức phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm đạt hiệu quả trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cũng theo chính quyền, thì do diễn biến dịch bệnh còn có nhiều diễn biến khó lường, do đó người dân vẫn cần phải thận trọng. Được biết hiện nay tại thành phố Sài Gòn, việc không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 100.000 cho đến 300.000 đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, giới hữu trách thành phố Sài Gòn đã xử phạt hơn 5.000 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền thu về tổng cộng là hơn 1 tỷ đồng. Đà Nẵng cho phép các cửa hàng ăn uống bán hàng mang đi. Tại Đà Nẵng, sau 2 tuần, tất cả các cửa hàng bị buộc phải đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, chính quyền cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại theo hình thức bán trực tuyến và bán mang về, tuyệt đối không phục vụ tại chỗ. Bên cạnh đó, giới hữu trách cũng yêu cầu các quận huyện tăng cường kiểm tra, yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh, người vận chuyển thức ăn, người dân đến mua thức ăn mang về phải tuân thủ, bảo đảm tuyệt đối các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn phòng chống dịch. Đặc biệt, phải thực hành nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội và tuyệt đối phải đeo khẩu trang. Được biết, thành phố Đà Nẵng đã bị xếp vào nhóm địa phương có nguy cơ cao trong việc lây lan dịch bệnh, do đó tiếp tục thực hiện cách ly xã hội cho đến ngày 22 tây tháng 4. Và một bản tin về đời sống cho biết Ralph Lauren sẽ không nhận tiền lương năm tài khoá 2021 và khoản thưởng của năm nay. Ralph Lauren sẽ không nhận tiền lương năm tài khoá 2021 mà khoản thưởng năm nay giữa bối cảnh ngành thời trang ảnh hưởng nặng vì COVID-19. Theo WWD, thương hiệu thực hiện một số giải pháp tài chính từ tuần này để vượt qua tác động tiêu cực của cơn đại dịch.
Chủ tịch điều hành kiêm giám đốc sáng tạo Rafflerland sẽ công nhận toàn bộ tiền lương của năm tài khoá 2021 và tiền thưởng của năm tài khoá 2020. Năm ngoái thì tổng số lương và thưởng của Lauren là 11 triệu Mỹ Kim. Patrick Louver, giám đốc điều hành giảm 50% số lương, 140 thành viên của nhóm lãnh đạo trên toàn thế giới cắt giảm 20% lương trong quý đầu tiên của năm tài khoá 2021. Ngoài ra, toàn bộ ban giám đốc thương hiệu sẽ không nhận những khoản đãi ngộ trong quý này. Một phần tiền này được đóng góp cho Employee Relief Fund, tức là quỹ cứu trợ nhân viên, để trợ cấp cho người lao động đặc biệt khó khăn về tài chính trong giai đoạn này. Nữ ca sĩ Susan Boyle kiếm được 2.5 triệu Mỹ Kim trong năm 2019. Theo The Sun cho biết, trong năm 2019 thì Susan Boyle, hiện tượng âm nhạc từng gây chấn động nước Anh, đã thu về gần 2,5 triệu Mỹ Kim nhờ vào việc kinh doanh. Đặc biệt là 4 công ty do ngôi sao truyền hình thực tế 59 tuổi làm giám đốc đã đạt nhiều thành công, thu về lợi nhuận khổng lồ. Công ty mẹ Drew Limited thu 1,5 triệu Mỹ Kim. Hai công ty còn lại là Spare Business kiếm được 580.000 Mỹ Kim và Spare LTD là 160.000 Mỹ Kim. Công ty Spare Field của cô lại thu về lợi nhuận là 110.000 Mỹ Kim sau chưa đầy một năm ra mắt. Ngoài ra thì Susan Boyle tiết lộ Netflix đã mua bản quyền quyển tiểu sử về cuộc đời của cô, chuyển thể thành phim dài tập. Cuốn phim sẽ nói về sự đổi đời của kẻ vô danh bỗng vụt sáng thành ngôi sao truyền hình thực tế rất nổi tiếng. Năm 2009, làng giải trí thế giới ấn tượng với hiện tượng âm nhạc Susan Boyle xuất hiện tại chương trình Britain's Got Talent ở mùa thứ ba. Người phụ nữ cục mịch đã chinh phục toàn bộ khán giả với giọng hát cao vút và ấm áp. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi tối của đài CBN trên văn tần 14.5. Băng Châu xin kính chúc quý vị một buổi tối thật là yên lành và thật ấm áp. Xin kính chào tạm biệt.